cái chuyện mà dành suy nghĩ đó là cái bước đầu tiên của cái thực hành đó. Ba, một trong ba bước đó. Chú nghĩ là đa số con người đó ở trong nhóm này này là có cái đó hết, nhất là những bạn chưa có tỉnh thức gì cả đó, có cái đó nhưng mà không có nhận ra thôi, không có nhận ra. Tại nó quá hiển nhiên. Chú đưa cái tay lên cái thấy liền. Nó hiển nhiên như vậy đó. Các bạn đã tỉnh thức thì biết đúng rồi, giờ là đúng. Nó quá hiển nhiên. Mà mình không có nhận ra là à, nó đó. Nó lắm. Cái điều mình chưa thấy đây đó là vì mình suy nghĩ, cái sắc càng suy nghĩ nó chạy nhiều quá, cái mình bị nó che mờ, giống như mặt trời có mây đó, thì không thấy được cái bầu trời xanh, nó bị che bởi mây, bởi suy nghĩ. Nếu mà chú Hành đưa cái bàn tay lên mà các bạn thấy đó, nó đó, thấy liền, không hề nỗ lực, không hề có suy nghĩ gì cả. Đó, chú vừa à cái đấy, có nghe không? Nó đó. Nó hiển nhiên như vậy đó. Và mình không nghĩ nó là cái đó. Mình không biết nó là cái đó. Thành mình vẫn đi tìm. Các bạn hiểu không? Chứ Hành nhận suy nghĩ nó là cái gì vậy? Cái mà thấy được bàn tay chú đưa lên, cái mà nghe tiếng chú đang nói, nó đó. Cái đó nó thấy suy nghĩ đó. Mà nếu các bạn thấy bàn tay chú đưa lên, tiếng chú đang nói, cái đó nó thấy suy nghĩ đó. Nhưng mình có nhận ra thôi. Vì mình dùng cái tâm trí của mình, thành ra mình có nhận ra. Đúng rồi, chú Hành nói cái cháu nghe liền, cháu đâu cần làm gì đâu, cái đó nó có sẵn mà nó đang nghe và đang 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 biết, đang nhìn thấy. Hôm nay có Nhi, Nhi bảo đó là cái nền tảng, cái nghe nền tảng, cái nhìn thấy nền tảng. Nền tảng là sao? Nó nằm đằng sau mình, nó luôn luôn nằm ở đây mà mình không nhận ra. Cái tỉnh thức là nhận ra cái đó đó, nhận ra cái nền tảng lắng nghe nhìn thấy đó. Nền tảng là nó nằm đằng sau, nó luôn nằm ở đó. Thế nên tỉnh thức là nhận ra cái đó, nhận ra cái đã có sẵn. Bây giờ đó, dù các bạn tỉnh thức rồi, nhưng mà thói quen suy nghĩ đó, nó vẫn còn đó. Và nó vẫn muốn che mờ mình, che mờ cái nền tảng đó, cái sự nhận biết nền tảng đó. Những cái niềm tin, những cái chấn thương của quá khứ, nó vẫn trở về và nó vẫn lôi mình vào câu chuyện của nó. Những cái bất bình, những cái bất mãn về một cái chuyện gì đó, nó vẫn còn đó, vì đó nó nằm, nó chứa ở trong cái tàng thức của mình. Thành nó dù một cái tỉnh thức rồi đó, cũng phải thực hành với cái chuyện nhận ra suy nghĩ, nhận ra cảm xúc, nhận ra những cái nó đang biểu hiện. Và mình là cái nhìn thấy những cái biểu hiện đó. Làm sao để chỉ là nhìn thấy thôi, không có bị cuốn theo, không có bị chạy theo, không có bị tin vào, không có phản ứng theo. Tại phản ứng theo là có tin vào. Những câu chuyện đó, những ý nghĩ đó.
Bây giờ trở lại cái chuyện là sợ sợ chết. Đáng cười, đáng cười. Bây giờ đang kể cho mọi người nghe đi. Cái điều cho chia sẻ với chú. Đang mới vào nhóm nhưng mà đi rất nhanh. Cho kể cho mọi người nghe. Kể kể về cái gì chú, kể cái sợ chết không nào chú? Thì cháu kể cháu 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 à, cháu thấy mất gì đó xong cháu sợ. À thôi, trước khi kể thì cháu chia sẻ cảm xúc là cháu cảm ơn chú, là cháu xem hết video của chú rồi thì chú luôn cứ vài 1 2 tháng chú luôn có cái cách để cho bọn chú nghe được không ạ? Được được. Chú luôn có cái cách để giúp mọi người nhận ra ấy. Đấy, hôm nay cũng là một cái cách mà cháu rất cảm ơn chú. Cháu không biết nói gì ạ, đấy, cháu rất là xúc động với cái đấy. Chú luôn tìm tìm tòi để giúp cho các con. Còn con chia sẻ về cái sợ chết là chú. Sợ chết. Thường thì mọi người sẽ không sẽ nói là mình không sợ chết. Xong có một số tình huống thì mình cũng anh hùng, mình bảo mình không sợ chết. Nhưng hôm hôm vừa rồi là con vào cái tình huống là sợ chết, nó gọi là cái ranh giới ấy. Thì con chia sẻ cái buổi thiền hôm đấy như thế này ạ. Tức là con đang ngồi, con đang nằm thiền thì tự nhiên là như có một luồng điện đấy chú, xác nhận toàn thân, tức là xác nhận một lượt luôn, tức là xoẹt một phát từ tất cả các bộ phận trên thân thể mình. Sau đó là vào trạng thái tĩnh lặng. Tĩnh lặng bình thường thì con vẫn có tĩnh lặng đấy, nhưng mà nó tĩnh lặng, nó cứ tiến dần chú ạ, nó tiến, nó hút mình đi một cái trạng thái tĩnh lặng rất là sâu ấy. Thì con cũng chuẩn bị cái tình huống này rồi, con thả ừ đi đi, nhưng mà nó đi kinh quá, nó đi đến lúc mà nó hút mình như thế thì chết chứ, ý là trong đầu mình nó đau, nó con có một cái cảm nhận là con sắp mất cái thân này rồi, sắp mất cái tôi này rồi. Thì con đấy, con là lúc kia con sợ chết thì con đã làm mất cái cơ hội đó, là con dừng lại, nhưng mà con dừng cũng cũng không mãnh liệt đâu, nhưng dừng nhẹ lắm, nhưng mà hình như là mình có ý là hỏng rồi thì nó lại không tiến trình được cái chặng đấy. Thì đấy là một cái bài học ạ, để mọi người sau này mà mọi người có như con ấy, mặc dù là con đã chuẩn bị tình huống này rồi đấy, con chuẩn bị nhiều lắm rồi đấy, thì mọi người nếu có gặp tình huống này thì hãy buông, đừng để như con, nó đỡ phí ạ. Buông cái cứ cứ buông theo ạ. Thì là đấy là cái chia sẻ của con về cái sợ chết ạ. Thì lúc đấy là cái sợ chết nó là mất cái tôi, cái ta, nó thực ra là nó không phải là sợ đâu chú ạ, nó cảm giác nó vương víu thôi, sợ thì cũng không sợ đâu, nhưng mà nó vương víu tôi ta, tức là ý là mình sợ mình biến mất rồi, tức là mình rơi vào trạng thái mình gần như mình sẽ biến mất khỏi rồi đấy, là con phải biết dùng từ bị chết đúng không, nhưng mà cảm giác là mình bị biến mất, nhưng mà mình quên mất rằng là mình có cái đang thấy mình biến mất, thì mình mới biết là mình đang biến mất. Thì Đúng đấy rồi. là một cái con muốn chia sẻ thế để mọi người là sau này có rơi vào cái tình trạng như của con thì cho con ấy là cố cho chạy cho chạy đi, thì con cũng học được mọi người ấy, thì con cũng đã giữ được cái trạng thái ban đầu ấy, là mình cũng biết nó hút rồi, mình tức là mình sẵn sàng cho mày hút rồi, nhưng mà nó hút nặng quá thì con bị chết ở chỗ cái nặng quá đấy. Thì là con chia sẻ cái đó mọi người, để mọi người nếu có gặp cái tình huống như của con thì mọi người lưu ý ạ. Thì chú xin nhắc lại một chút cho mọi người hiểu đó là cái đăng á, là giống như đăng thiền á, thì cảm thấy cái thân mình nó mất, nó tê liệt hết, xong rồi nó mất luôn, sắp mất cái thân luôn đó, tức là thấy cái thân mình biến mất luôn, thì cũng tựa tựa như Mai Thi mà thấy mình đứng trên núi này mà rớt xuống kia sao, nó chết sao, đó là khái vậy. Nhưng mà cái này là đăng, nó đang thiền, cái thấy mất 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 cái thân, nó mất cái phải sắp mất rồi, thì cái sợ mất thân nó ra đó. Mất thân nó ra và mình đồng hóa với cái thân này, tôi là cái cơ thể này, đó là có cái niềm tin trong đó đó chắc, I am this body, tôi là cái thân này,
thành ra cái thân mà mất cái tôi mất làm sao đó, thì nó sợ nó dịch lại, nó không có để cho cái tạng nghiệp nó tiếp tục. Trong cuốn Sức mạnh hiện tại ấy, cuốn gì đó của ông Catoli đó, ông có kể cái chuyện là cái lốc xoáy đó, nó xoáy đó, và nó có tiếng nói đó là cứ buông hết đi, đừng có chống cự đó. Thì cái này là đang chống cự, đang nữa không, không được, không được đó, tức là mình dịch Chú lại, ơi, mình không có để. chú, con đã mời chú đi. Con đang ghen tị với ông ấy hát chú ạ. Sao ông ấy hát lại có cái lời nói đó? Mình lại không có cái lời nói đó. Không ai nhắc cháu luôn. Rồi, nhưng mà lấy đoạn đấy nó bảo cố lên cái, sao không bảo? Đấy. Thì trong cái quá trình thực hành tâm linh sẽ có lúc các bạn trải nghiệm giống như đăng hoặc là tương tự hoặc là gì đó, tức là nó sẽ có cái gì đó nó sợ bị mất đi. Thì cái mà sợ mất đi là cái tôi đó, cái bản ngã đó, tâm trí đó, nó sợ nó chết hoặc nó sợ nó không có kiểm soát được mình nữa, thì nó sợ, nó cũng sợ. Và cái đó đó là cái bản năng thôi. Thì lúc đó mà mình nhìn được cái bản năng đó, thì mình sẽ buông tay, nhưng mà mình tưởng mình là cái đó, mình là cái phải sống, thành ra mình không có buông tay được. À chú ơi, con chia sẻ luôn, nó cũng liên quan đến cái buổi hôm nay. Tức là cái đoạn đó ấy, là nó mất thân rồi chú ạ, không còn thân nữa đâu ạ, nó chỉ là một trạng thái hẫng hút hoàn toàn. Nhưng mà mình bị một cái ý niệm, một cái ý niệm nho nhỏ thôi ạ, tức là thân lúc ấy con làm gì còn gì nữa, con chỉ là bị hút thôi. Nhưng một cái ý niệm về cái tôi, về cái sự biến mất của mình, chứ không phải là cái thân thân này nữa đâu, nó không có cái thân này nữa đâu, nhưng mà cái ý niệm, nó là cái ý niệm chú ạ. Thì con cũng chia sẻ đấy là hiện nay chú nói về cái bài về về cái suy nghĩ, thì con thấy rằng là con cũng thực hành cũng giống như chú chia sẻ này này, con cũng thực hành theo cách đó. Thì con nhận thấy rằng là cái ý đúng không ạ, cái ý đấy nó giải quyết nhiều đấy ạ, đa số tất cả là dính từ cái ý. Từ trường hợp của Mai Thi, hay là nhìn một người mà mình phân chê á, mình chê lại là do là cái ý của mình tập trung vào người đó, mình nhìn mình tập trung vào người đó, thì bắt đầu ý nó bắt đầu suy diễn, nó mới đủ thứ ở trong đó. Nhưng nếu như mình nhìn một cái tổng ra một chút, ví dụ mình nhìn quanh đấy, mình năm nhìn một góc rộng hết tất cả các người đó, thì mình sẽ không bị dính mắc với một người. Thì là đấy, con nhận ra điều đấy là do cái ý đó. Thì ví dụ chị Mai Thi sau này có thể thử cái cách của em là này, mình nhìn một người mình nhìn rộng hẳn ra, mình nhìn cái không gian nó bao trùm tất cả, không nhìn tập trung, nhìn chung mình sẽ bị bắt đầu tâm trí nhảy vào để đọc, để phân tích, để các thứ nó lôi kéo mình. Đấy là con chia sẻ đấy, là con mới phát hiện ra điều đấy, là khi con thực hành buông buông bỏ ấy, buông bỏ để mình về trẻ, thì con nhận ra là cái ý của mình nó ngoan hơn đúng không? Tức là cái ý của mình nó ngoan hơn, nó kiểu nó đang muốn lặn đấy chú, nó đang muốn 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 lặn lặn đi đấy. Thì từ đấy mình mới suy ngược ra là à, ngày xưa là mình chết là do cái ông này, ông ấy là ông ấy chen vô nhiều. Thì đấy, con cũng chia sẻ đấy. Thì cái buổi hôm vừa rồi là con đấy, thế là con quay về thân ấy để con vượt qua cái ý niệm là có cái thân này. Tức là mình cũng phải tập đấy, tập là mình không có cái thân này, không có cái ý niệm là một cái thân này. Thì mình tập dần ấy, thì cái thân này nó cũng bớt, thì cái ý nó cũng dịu xuống. Đấy, thì con vẫn mắc ở cái chỗ cuối cùng ấy, là không phải là mình chấp cái thân này nữa, mà mình có một cái ý niệm, con nghĩ là nó nhỏ thôi, ý niệm về cái tôi, cái ta, cái sự biến mất này. Đấy, thì con chia sẻ cái đó ạ. Mỗi ý nghĩ mình có, nó đều ám chỉ là có một con người. Các bạn để ý đi, các bạn thử 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 dùng một cái ý nghĩ trong mình đó, các bạn nghe nó và các bạn cảm nhận đi, nó có sự ám chỉ về một con người. Con người đó nghĩ như thế này, nó có những cái vi tế như vậy đó. Như cháu là gì, cái ý nghĩ mà sẽ chết nó là cái gì, nó nói sao? Đưa vào con à, Không, cái cháu bảo nó có cái ý nghĩa đó, nó nói cái gì? cái nghĩ trong lúc thiền hay là bình thường hàng ngày ạ? Không, cái trong cái trải nghiệm mà cháu vừa kể đó, là không phải là sợ À, cái thân chết này mà nó trong có một cái cái ý trải nghĩa. nghiệm đó, nó có là tắt mất cái tôi, tắt biến mất, tức là
sắp có một sự biến mất rồi, tức là con sẽ biến mất luôn đấy, biến mất và đi tiếp là con biến mất, tức là biến mất thì mình cảm giác là mình mình sợ quá, mình đang ở đâu, thế này mình là mình đi hút ả, mình biến bị vào không trung, thế là mọi người không nhìn thấy mình à, đấy đại loại như thế luôn ạ. Tức Là là cái ý là thế ạ, sợ sợ tôi bị mất, sợ tôi biến chết, mất, sợ tôi con sợ hủy con bị hút vào đấy là vâng. con không còn ai nhìn thấy con nữa. Ừ, đúng Kiểu đại rồi, loại thế ạ. không ai thấy đăng Và nữa. con không biết là con đó là Đăng lên ai. này, sao mà không thấy được đăng nè. Là tôi đó, cái tôi đó mình nó nói vậy đó, đăng Nó nè, không nặng, đăng nó không nặng như thế đâu ạ, nó không nặng như à. thế, Không, nhưng mà đại khái là nó vậy, ý nó chú nhẹ. Minh Hòa là như Vâng vậy, tức là lúc vâng nào người nào cũng minh vậy họa đó. hơn cho mọi người. Máy thi Vâng. nè, máy thi nè, mình không nói ra các bạn để ý đi, người nào cũng vậy đó. Lực nè, Hiền nè, Tú, Tú nè, Tú đấy nè, người nào cũng vậy đó. Trong mình cái tôi nó luôn luôn nó nói như vậy mà các bạn không nghe thôi, nó Vâng. đó nó khác, khẳng định là nó có thật, và nó cứ nói là tên của mình, nó đọc cái tên mình đó, đến nè, đi ra đường á, không nói nhưng mà giống như kiểu có ai thấy Hành không, chú Hành đây nè, kiểu vậy đó. Tức là cái đó nó làm như vậy một cách tự động, mình không có nghe thôi, nghe là nó ồn lắm, cái thì cái mà đăng đừng cái là đắng nè, đắng nè đó, đăng người người đưa có cái câu đó đọc đúng cái tên của mình, tôi đấy nè, tôi có thật nè không được, có thấy tôi không đó, có biết tôi không đó, trong mình nó có những cái đó đó, đó. Không có thấy thôi. Đấy, tiện thêm của chú là biết tôi không, tôi là người biết đấy, tôi nghe được đấy, tôi thấy đấy, tôi thấy ông vọng tưởng đấy, thế là ông lại là chồng rồi. Đấy cũng là một Tôi là câu bậc tỉnh thức đấy, tôi là cái người thấy hết những đấy. cái đó đó, đó Đó. nhận luôn cả tỉnh thức, các bạn thấy không, sở hữu tỉnh Cũng thức là luôn tôi đó, luôn. nó sở hữu tỉnh thức luôn đó, đó đó là cái tôi tâm linh đó. Giờ có cái này chú chưa nói này. Sắp hết giờ là cái trong cái mà nhận ra ý nghĩ đấy nó có hết rồi đó, người nào có hết nhưng mà chưa nhận ra thôi. Mình thấy mình nhận ra đó, đó thì ở được cái chỗ là chỉ nhận biết thôi, suy nghĩ thế giới, và ở yên được cái chỗ đó đó, tức là không có đồng hóa, không có theo nó, không có chạy theo nó, không tin nó, thì mình đợi được cái bước thứ hai rồi đó. Thì cái bước thứ ba đó, tự hỏi mình đó, cái gì nhìn thấy ý nghĩa, cái gì đang nhìn thấy thế giới, cái gì đang nghe thấy là chú Hành đây, chú Hành đây. Hay là đắng đây, đắng đây. Cái gì nghe được những câu nói đó, những cái tiếng ồn ào đó, đó câu hỏi đó là câu hỏi nó giúp cho mình trở lại cái gì đang chứng kiến. Thì nó cái sự bùng vỡ nó đến từ cái câu hỏi đó đó, cái gì đang nghe, cái gì đang thấy, đang nhận ra đó. Thì các bạn sẽ nhận được cái nền tảng, nền tảng mình gì đó, cái nền tảng của sự nhận biết nó luôn nằm ở đây, luôn có ở đây, thì cái đó nó sẽ sáng ra, đó là một cái trải nghiệm mà không thể lý luận mà được, phải thực hành như vậy thì có thể được.